Xin chào tất cả các bạn đến với Lọc Lài. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn đàn tác phẩm Hoa Bằng Lăng, một tác phẩm nhạc hoa lời Việt rất là hay, được mình chuyển soạn cho piano. Các bạn có thể đăng ký mua một cuốn tuyển tập ca khúc Bất Hủ Nhạc Hoa Nhạc Nhật soạn cho piano tập 1 ha. Đó, sách được in rất rõ ràng và đẹp nha các bạn, và có file MP3 đàn mẫu các bài để các bạn nghe và tập. Sách được soạn có cả phần lời và hợp âm các bạn, đó có hợp âm nè, phần lời luôn. Những bài nào có lời Việt thì đều có lời để các bạn dễ tập, dễ theo dõi tập đó. Sách được soạn cho cả phần khóa pha khóa son là soạn cho piano đó các bạn. Và phần hợp âm thì những bạn mà đàn theo kiểu cover đó, thích đàn theo ý của mình thì các bạn nhìn hợp âm các bạn đàn có thể chơi trên organ keyboard luôn ha. Rồi các bạn đã có sách, mua sách rồi thì các bạn mở trang 25 ha, Hoa Bằng Lăng này. Mua sách thì các bạn mua ủng hộ công sức mình làm video hướng dẫn thôi, còn các bạn không mua cũng được, không mua thì các bạn nhìn vào video tập, mình có để nốt nhạc và các bạn tập theo nhé. Rồi bây giờ bài này có hai dấu thăng được viết ở dòng si thứ, có hai dấu thăng là pha thăng và đô thăng. Rồi các bạn nhìn tay phải trước nè, si đô re mi hai rồi mi fa son, lại mi fa son si re đô si la mi re re mi fa si la son fa, chú ý nút la có dấu thăng thì các bạn đàn la thăng, fa hai rồi la si re mi hai rồi mi son si la hai la đô re, các bạn rải fa si re rải đó, ký hiệu rải các bạn rải nhanh này đó, các bạn xếp ngón cho thuận tiện ha. Rồi tay trái hợp âm si thứ các bạn rải si fa re fa si fa mi thứ mi si son mi si đó, các mẫu rải này có ở trong giáo trình 30 học piano cover ha. Những bạn mà muốn đàn cover theo hợp âm thì các bạn mua cuốn này nhé. Đó các mẫu rải nè, nhạc lý phần hợp âm, các mẫu rải hợp âm theo điệu ballad từ cơ bản tới nâng cao là các bạn chú ý nha, theo các điệu đàn khác nữa và bài tập thực hành đó. Đó là những bạn dành cho những bạn muốn đàn cover theo hợp âm thì các bạn mua cuốn này nhé. Rồi qua re trưởng là la trưởng các bạn rải la mi đô thăng, rồi re trưởng re là pha thăng pha đồ vậy là si thứ ha. Rồi si thứ thì nó lặp lại, bắt đầu các bạn ghép mình nhìn tay trái nè, si pha re pha si pha đó, các bạn tập cho quen tay trái đi ha. Rồi, chuẩn bị ghép các bạn nào, nhìn nè, tiếng cười vui. Rồi tay phải si fa fa la fa re fa re mi hai re si re mi fa 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 la si hai ba bốn. Rồi tay trái hợp âm si thứ các bạn rải si fa re fa si fa, rồi hàng dưới si fa mi thứ mi si mi si son trưởng son re la trưởng la mi rồi về là si thứ si fa re fa si fa. Đổi ghép luôn các bạn này, nhà bên đang đón dâu si fa fa la fa re fa re si re mi fa fa fa
cái chỗ mà nút trùng thì các bạn đàn xong các bạn bỏ tay phải ra ha. Một số bạn thì họ nút đó nút trùng về để tay sao mà đàn. Các bạn đừng có máy móc quá ha. Đàn xong thì nút trùng thì các bạn bỏ tay ra thì các bạn đàn tay trái ha. Là gì? Đó, các bạn bỏ tay thoải mái ha. Đó, rồi bây giờ các bạn qua hai câu tiếp theo. Quà tôi trao đến em chỉ mỗi hoa bằng lăng. Rồi các bạn đập tay phải. Si fa fa la fa la si la re mi hai re si re mi fa 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 la si hai ba bốn. Rồi các bạn đàn tiếp luôn. Ôi tình xưa đã phai si fa si re si la re mi si mi fa mi la mi la si la mi re mi fa hai ba bốn. Tiếp tục si fa si re si la re mi si mi fa mi la mi la si do fa re do si hai rưỡi đó. Như vậy là rất dễ các bạn ha, rất là bị lặp lại khá là giống nhau. Rồi hợp âm luôn, si thứ các bạn đàn như là lúc đầu, si fa re fa si fa đó, rồi mi thứ mi si son. Như vậy các bạn nhận ra là vòng hợp âm giống như phần trước các bạn đàn rồi, nên bây giờ mình sẽ ghép luôn, các bạn chú ý ghép chậm nhé. Quà tôi trao đến em nè, si fa fa la fa la si la. Si fa si re si la re mi si mi fa mi la mi la si la mi re mi fa hai ba bốn đó. Re trưởng và fa thăng, re trưởng tay rải, re là fa thăng, fa đô fa la thăng. Fa thăng các bạn ạ. Fa thăng la đô nhé, thì các bạn giải. Đó. Nối tiếp thôi đành mang đớn đau nè. Si fa si re si la re mi si mi fa mi. La mi la si do fa re do si hai ba bốn. Các bạn thấy không, lặp lại chỗ mà ngoặc vuông mà có dấu hai chấm, các bạn lặp lại từ đầu là câu intro đó, đầu bài đó. Các bạn đã mua sách, các bạn nhìn sách các bạn rất là dễ nhìn ha. Lặp lại từ đầu đó, lặp lại từ đầu thì các bạn tự lặp lại nhé. Mình sẽ đàn qua lần hai này. Re do si, các bạn nhìn xuống chỗ ở dưới ngoặc vuông số 2 thì lặp lại, các bạn đàn bỏ qua ngoặc vuông 1 và qua lần 2. Lặp lại câu riêng mình tôi tiếp ha, riêng mình tôi ôm lấy. La mi la si do fa re do si hai rưỡi đó. Kết ha, kết câu, thường kết câu các người ta sẽ dạy thế này đó. 1 5 8, 8 là tới 9 10 nha. Các cái số là cái hiệu cái quãng đó ha. 1 5 là 1 2 3 4 5 1 5 8 8 là tới 9 10 đó. Rồi đàn tiếp do re mi là bài câu intro nè. Si do re mi à, câu kết này là có hơi khác nên sẽ hướng dẫn các bạn. Si do re mi si mi fa son fa son fa mi re si re mi fa mi re do si do re mi re do si. Đó, hợp âm tay trái cũng vậy ha, mi thứ các bạn tập rồi, si thứ cũng vậy. Rồi bây giờ có đô thăng thứ trừ năm. Đô thăng thứ trừ năm là như thế nào? Đô thăng thứ này các bạn ha, là đô thăng mi son, trừ năm là giảm bậc năm xuống, là đô thăng mi son bình thường ha. Đó thì các bạn giải như là đô son bình thường và đô ha. Rồi ghép ha, hai câu cuối kết bài nè, ending nè. Mi si mi fa son fa son fa
fa mi re si re mi fa mi re do si do re mi re do si. Đó, rải si thứ F9 các bạn, rải si fa do si fa si là 8, 9 là F thêm F nốt quẩn 9 vào si fa do re fa do re fa rải re fa si. Đó, như vậy hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn đọc tấu xong tác phẩm Hoa Bằng Lăng. Các bạn cố gắng tập thật nhiều để có kết quả tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin hẹn gặp lại các bạn.